chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Bữa nay là cũng 14 ngày ở nhà với Nghiêm rồi đó các bạn, rất là chán. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn thôi để mà giới thiệu với các bạn cái cuốn sổ mà tiền Mỹ collection của mình nè, sưu tầm nha các bạn. Đây là cái cuốn sổ mà 50 tiểu bang của nước Mỹ, mà in bản đồ 50 tiểu bang nước Mỹ in ở trên cái đồng 25 sen, cái đồng xu 25 sen của Mỹ đó các bạn. Đây các bạn thấy nè, thấy không, khóa đời là 25 sen đó, 25 sen là chắc cỡ 5.000 Việt Nam đó. Để từ 204 tới 208 này các bạn thấy không, là cái này là lúc mà mình mới qua Mỹ là mình đã mua mà mình sưu tầm đó các bạn. Thì bây giờ mới có dịp đem lên để ở nhà chặt rảnh mới có dịp mà mở ra coi lại nè. Đây các bạn thấy cái cuốn sổ này thì ở trong đây nó có 3 trang à. Thì ở trong đây là nó sưu tầm tiền sen của nước Mỹ, mỗi một cái sen là một cái tiểu bang à. Đây, các bạn thấy cái này là giới thiệu về cuốn sổ là từ năm 1792 nè đã làm ra cái dòng xu này đó. Thì cái đầu tiên của năm tháng 1 năm 1999 đó các bạn, thì một đồng xu mà đầu tiên ra đời đó có in hình tiểu bang Delaware của nước Mỹ nè đó, tức là từ năm 1999 tới năm 2008 thì là làm ra tổng cộng 50 cái đồng xu có 50 cái tiểu bang. Tức là đây, ở đây bên ở ngoài này nó có nói nè, nó có chỉ các bạn nè, thấy không, US quarter nè, commercials nè, 1999 tới 2008. Các bạn thấy không, cứ mỗi một năm á là ra 5 tiểu bang, tổng cộng 10 năm 50 tiểu bang của nước Mỹ à. Một cái đồng xu 25 sen như vậy á thì là một cái tiểu bang. Này các bạn thấy đây nè, thấy không, cái này là dạng này là 1999 nè, cái này là dưới đây là 2004 nè, một cái nó ghi một cái tiểu bang. Đây các bạn nhìn gần đồng xu nè, các bạn thấy không, Delaware nè đó, mỗi một đồng xu có một hình biểu tượng khác nhau đó, New Jersey, Michigan, Florida. Đây mỗi một tháng, mỗi lúc mà nó ra thì có mỗi một năm á, mình qua Mỹ năm 2000 lẻ mấy đó thì nó đã ra được và cũng gần phân nửa rồi, thì mình phải đi lại nhà băng mình đổi cho mình để mình về mình bỏ vô cuốn sổ này đã, các bạn thấy không, mắt của mình bây giờ là mình đã sưu tầm xong cái này đó. Đây là nguyên một cuốn sổ sưu tầm tiền sen của mình nè các bạn, 50 tiểu bang của nước Mỹ à. Thì cái này là sưu tầm này là chơi để giết thời gian thôi, chứ mình không biết là mình có giá trị về mặt tiền không, hay là tại vì đây nè, một đồng xu như vậy là 25 sen à. 4 cái này là một đồng 1 đô la Mỹ là 20.000 à. Cái là 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng, 7 đồng, 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng, 11 đồng, 12 đồng, 12 đồng rưỡi. Đó, các bạn thấy nguyên cuốn sổ này chỉ tốn 12 đồng rưỡi, cộng luôn cuốn sổ này 6 đồng nữa. Coi như nguyên cuốn sổ này là 18 đồng đó các bạn, sưu tầm nguyên cuốn sổ này. Ok, mình chỉ làm một cái video ngắn để mà chia sẻ cái cuốn sưu tầm tiền sen này của mình thôi. Đây, tạm biệt các bạn.